con quái vật của bầu trời, mang trên mình 30 tấn vũ khí, tương đương với 30 chiếc máy bay Cessna 172 toàn tải. Nó có khả năng bay với tốc độ lên đến 1.000 km/h, bán kính chiến đấu 7.210 km, trần bay đạt tới độ cao 17 cây số và tầm bay tối đa lên đến 15.000 km mà không phải tiếp nhiên liệu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. B-52 là siêu pháo đài bay, chiến lược cơ thượng đẳng. Nó chính là thần tượng của không lực Hoa Kỳ, một sản phẩm hội tụ những thành tựu kỳ diệu nhất của nền công nghiệp hàng không thời bấy giờ. B-52 chính là thứ vũ khí linh hoạt nhất trong bộ ba vũ khí chiến lược của Mỹ, gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. B-52 gieo rắc nỗi kinh hoàng trong các cuộc chiến tranh. Nó trút bom như mưa, tiếng bom rơi xé không khí, gầm rít ghê rợn. Một phi vụ B-52 có thể hủy diệt cả một vùng rộng lớn. Top 3 chiếc pháo đài bay kết hợp oanh kích sẽ biến diện tích hơn 2 cây số vuông thành bình địa. Không một sinh vật nào có thể tồn tại nổi dưới sức công phá ghê gớm của bom B-52. Đối phương sẽ bị hủy diệt về quân sự, khiếp đảm về tinh thần. Lý do đơn giản, khi đối mặt với B-52, tất cả đều cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sức mạnh tàn phá khủng khiếp của nó mà không có cách nào chống đỡ nổi. Ngày 23 tháng 11 năm 1945, không lực Hoa Kỳ công bố tiêu bản chuẩn tính năng kỹ thuật cho một chiếc máy bay ném bom chiến lược mới. Nó phải đạt vận tốc bay đường trường tối thiểu 480 km/h ở độ cao 10.365m và bán kính chiến đấu ít nhất phải đạt 8.050 km. Vũ khí cơ bản trang bị phải bao gồm một cơ số pháo 20 ly và khoảng 4 tấn bom. 5 tháng sau, việc mời thầu được công bố và gã khổng lồ Boeing đã giành được hợp đồng béo bở này. Đây là nguyên mẫu thiết kế của một chiếc máy bay mà quân đội đặt hàng, chiếc B-52A, pháo đài chiến lược. Nó được trang bị động cơ phản lực Pratt & Whitney G-57 với thiết kế dựa trên nguyên lý của chiếc B-47 Stratojet với cánh chéo 35 độ, 8 động cơ xếp thành 4 cặp gắn dưới cánh và 4 bộ bánh đáp. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ vượt mọi tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra. B-52 có chiều dài 48,5m, sải cánh là 56,4m. Các trang bị tiêu chuẩn của nó gồm 8 tên lửa AGM-84 Harpoon, 30 quả bom 500 cân, 20 tên lửa hành trình AGM-86C, cùng một khẩu pháo M-61 Vulcan 20 ly gắn ở đuôi. Với tốc độ bắn lên tới 6.000 viên một phút, tầm bắn hiệu quả khoảng từ 1 đến 2 cây số, cho phép tạo ra mật độ hỏa lực dày đặc, sẵn sàng hạ gục bất kỳ chiến đấu cơ nào tiếp cận tầm gần. B-52A là phiên bản được sản xuất đầu tiên, nhưng nó chỉ được dùng trong thử nghiệm. Phiên bản đưa vào hoạt động thực tế lại là B-52B. Ngày 12 tháng 3 năm 1956, 3 chiếc pháo đài bay thuộc không đoàn ném bom 93 cất cánh rời căn cứ không quân Kessel ở California. Ngay trong lần đầu xuất kích, nó đã phá vỡ mọi kỷ lục thời bấy giờ. Phi vụ đầu tiên của siêu pháo đài bay đã gây tiếng vang lớn. Ngày 21 tháng 5 năm 1956, chiếc B-52B mang số hiệu 520013 trút quả bom kinh khí lên đảo San Ho Bikini. Nó hoàn thành nhiệm vụ trong sự kinh ngạc của nhiều người. B-52 cho thấy sức mạnh kinh khủng của chiến lược cơ hạng nặng và tham vọng của Hoa Kỳ trong một cuộc chiến trên không.
Tháng 11 năm 1956, 7 chiếc B-52B và C thuộc Không đoàn 42 thực hiện một chuyến bay đặc biệt. Hành trình không nghỉ vòng quanh chu vi lục địa Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ chiến dịch Quick Tick, nó dễ dàng vượt qua quãng đường 25.000 cây số trong 31 giờ 30 phút. Thực tế còn khẳng định rằng thời gian bay có thể rút ngắn hơn từ 5 đến 6 tiếng nếu như có thêm 4 lần tiếp dầu trên không. Uy danh của pháo đài bay ngày càng lẫy lừng khi 3 chiếc B-52B thực hiện chuyến bay liên tục vòng quanh thế giới vào ngày 16 tháng 1 năm 1957. Vượt qua 40.000 km, nó bay mất 45 giờ 19 phút. B-52 chính thức phát đi lời thách thức với phần còn lại của thế giới về khả năng cơ động trong một cuộc chiến quy ước. Đó cũng là thời điểm mà Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Hoa Kỳ sở hữu tới 650 chiếc B-52 hoạt động trong 42 phi đội ở 38 căn cứ trên khắp thế giới. Có thể ví B-52 như quân xe trong một ván cờ vậy. Vị trí của nó trong tay bạn có thể làm thay đổi cục diện của cả bàn cờ. Là thứ vũ khí chiến lược trong chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ, uy lực của B-52 cũng được xem như đòn tâm lý nhằm răn đe đối phương. Lần đầu tiên, nó được sử dụng với đầy đủ ý nghĩa đó tại chiến trường Việt Nam. Đỉnh cao là chiến dịch Lybecker 2. Bằng một cuộc không tập đại quy mô, người Mỹ tin rằng sẽ săn bằng Hà Nội chỉ trong vòng 3 tuần lễ, tạo nên một cú sốc ồ ạt và bất ngờ nhất, đẩy dân chúng tới chỗ hoang mang sợ hãi, tạo sức ép từ bên trong, đòi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải chấp nhận những yêu cầu của Mỹ trên bàn đàm phán. Đêm ngày 18 tháng 2 năm 1972, những chiếc siêu pháo đài bay mang cái chết đến từ trên không rầm rộ tiến vào vùng trời Hà Nội, Hải Phòng. Một cái B-52 nó trang bị 18 cái máy bay gây nhiễu, tức là bằng cái EB-66 gây nhiễu trên bầu trời. Mà cái máy gây nhiễu của nó công suất lớn, nó gồm 15 cái máy gây nhiễu xung tích cực, hai cái máy gây nhiễu tiêu cực, tức là sau khi máy bay bay qua thì trẻ con với người lớn nó nhặt được cái giải bằng những cái giấy bạc. Nó ngắn dài khác nhau, đó là ngắn dài, đó là nó nhiễu cho tất cả các bước sóng khác nhau. Trong 12 ngày đêm, Hoa Kỳ huy động 197 trên tổng số 400 chiếc B-52, gần một nửa số máy bay chiến thuật và 1/4 số tàu sân bay tham gia chiến dịch. Nhưng điều người Mỹ có được không phải là chiến thắng. Sớm ngày 29 tháng 12, hãng thông tấn Reuters mau mắn đưa tin. Các nhà quan sát quân sự ở Washington ước tính rằng với mức độ 33 chiếc bị hạ trong vòng 10 ngày qua thì chỉ 3 tháng nữa B-52 Mỹ sẽ bị tuyệt chủng. Tương tự, tuần báo tin tức của Mỹ sốt sắng giật tin. Với mức độ thiệt hại như vừa qua thì chẳng cần là một thiên tài toán học cũng thấy ngay rằng rút cục Mỹ sẽ mất hết B-52. Ở một góc nhìn khác, Star and Stripes cay đắng mô tả. Những pháo đài bay Mỹ giống như những giàn hỏa thiêu, cháy sáng rực trời Hà Nội. 34 pháo đài bay, niềm kiêu hãnh của không lực Hoa Kỳ đã bị thiêu rụi trên bầu trời Hà Nội. Trước sức ép từ Việt Nam, từ những quả tên lửa phóng lên ở ngay trong lòng nước Mỹ, kế hoạch biến Hà Nội thành địa hình mặt trăng, đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá bằng siêu pháo đài bay B-52 đã hoàn toàn phá sản. Kể từ chuyến bay đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 năm 1952, việc sản xuất B-52 kết thúc sau đó đúng 10 năm. Như vậy, siêu pháo đài bay trẻ nhất đến thời điểm này cũng đã có thâm niên hơn nửa thế kỷ.
Thực tế, ngày nay, tuổi đời của B-52 thậm chí còn lớn hơn cả những phi công đang điều khiển chúng. Con quái vật của bầu trời ngày nào giờ đây được ví như một món đồ cổ. Thế nhưng, người Mỹ vẫn kỳ vọng nó sẽ phục vụ trong không quân đến năm 2040.